Bây giờ, nó là bộ riêng mép nổi tiếng nhất ở Pháp. Tôi sẽ giữ nó, cầu thủ 32 tuổi phát biểu trong cuộc họp báo sau khi DT Pháp trở về quê nhà. Jamie đã tuyên bố chia tay đội bóng áo lam ngay sau chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết World Cup 2018. Dù không còn khoác áo Les Bleus, trung vệ Masai vẫn sẽ giữ bộ râu nổi tiếng. Tôi hy vọng may mắn sẽ tiếp tục song hành cùng DT Pháp. Tại giải đấu trên đất Nga, Jamie không vào sân một phút nào. Tuy nhiên, lão tướng 32 tuổi này lại được xem là người mang tới vận may cho đội bóng của ELV Didier Deschamps. Bắt đầu từ thói quen vuốt râu Jamie của đồng đội Antoine Griezmann, người Pháp nhận ra dường như hành động này đem lại may mắn cho Les Bleus. Vì thế trước mỗi trận đấu, các cầu thủ áo lam đều thi nhau vuốt râu Jamie. Kết cục thì ai cũng rõ, Pháp băng tới.